Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại có một video bike check mới. Trước mặt các bạn hiện giờ là một chiếc xe bikepacking, và cũng có thể gọi đó là một chiếc adventure trail hardtail. Đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm một dòng xe lạ như này, từ tay lái cho đến thiết kế sườn. Sau khi trải nghiệm nó, mình thấy đây là một dòng xe cực kỳ phù hợp dành cho những ai mà quyết định đi những chuyến rất xa và dài ngày, thậm chí là hơn cả xuyên Việt đi nữa. Nếu mà ngày xưa mà mình có chiếc xe này đi xuyên Việt sẽ rất là nhàn, chứ không khổ như là đi bằng chiếc Enduro ngày xưa của mình. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc khung Pi Mountain 2 được làm bằng vật liệu chromo với kích thước là 29 inch, size S, kèm đó là một chiếc phuộc Rockshox FS 35. Với T35 thì các bạn biết rồi ạ, chạy rất là khỏe và nó là boot luôn chứ không phải là bản thường. Kế đến thì chúng ta phải nhắc đến bộ chuyển động. Thì trên chiếc Pi Mountain 2 đã được lắp sẵn group set Shimano SLX M7001 mới nhất luôn. Và như theo truyền thống Marine thì hãng không sử dụng crankset của Shimano, mà chúng ta sẽ có một bộ crankset FSA Grip với đĩa 32 răng. Chuyển động phía sau thì chúng ta sẽ có lip là Shimano SLX 1051, đủ cho tất cả mọi nhu cầu luôn, kể cả các bạn leo dốc đứng đi nữa. Kèm đó thì chúng ta sẽ có một cặp bánh plus của Marine với lốp thì sẽ là lốp của V-Tai 29x2.6 Flow Snap. Và với cái lốp như thế này thì các bạn có thể gắn tublet trực tiếp luôn, không cần phải thay lốp hay là thay vành nữa. Và như vậy thì khá là tiện, không tốn thêm quá nhiều chi phí. Và có một cái điểm rất dễ nhận biết trên dòng xe này mà không lẫn được các hãng xe khác, đó là chúng ta sẽ có một cái ghi đông, một cái tay lái rất là lạ. Đây là lần đầu tiên mình thấy một cái xe bikepacking có cái thiết kế tay lái lạ như này luôn, mà chưa có hãng nào có hết. Và tên của chiếc ghi đông này là Bedroll với Ride 50 Backspace, tức là cái độ cong lại ấy, là 10 độ. Bình thường ấy, với các hãng khác đa phần các bạn thấy họ sử dụng là 9 độ, nhưng mà đối với chiếc tay lái này thì chúng ta 10 độ, tức là nó cong hơn rất là nhiều. Và cái việc cảm giác lái một chiếc tay lái dài 780 và độ cong nhiều hơn ấy, thì nó sẽ thoải mái hơn là khi bạn điều khiển và cầm lái một chiếc MTB bình thường. Kế đến là để có thể kìm hãm lại sức mạnh của cái xe này thì chúng ta sẽ có một bộ phanh Shimano Diore MT501. Đây là phanh thiết kế mới với cái ngàm mới là các bạn kẹp thẳng, không phải xỏ vô nữa. Và ở phía trước chúng ta sẽ có bản phanh là 4 pit, và phía sau thì chúng ta chỉ có 2 piston mà thôi. Thì nó giống như cái bộ mà Magura MT Trail ấy, thì cái này nó vừa đủ lực và nó làm giảm trọng lượng xe nữa. Thì đây mình thấy là như vậy cũng là ổn rồi và không cần phải nâng cấp thêm. Kế đến thì cái điểm quan trọng nhất ở trên chiếc Pi Mountain này khiến nó khác tất cả các dòng xe bikepacking khác ở Việt Nam hiện nay, đó là cái số ốc và lỗ chờ trên chiếc xe này. Mình chưa bao giờ thấy một chiếc xe nào mà nó có nhiều lỗ chờ như thế này. Các bạn có thể thấy là ở phía trên dòng trên chúng ta có 2, ở bên phía dưới top túp thì chúng ta sẽ có 4 ốc chờ, sit túp thì có 2, và down túp thì chúng ta sẽ có 2, 4, 6, 8 con nữa. Và chúng ta có thể gần như là treo tất cả các loại túi hiện nay, chưa kể là các bạn có thể lắp thêm ba ga phía sau nữa. Thật sự là mình chưa thấy một chiếc xe nào có quá nhiều chỗ để lắp đồ như này. Một cái thứ quan trọng nhất mà sau cái chuyến đi xuyên Việt của mình ấy, thì mình cảm nhận được là nếu các bạn đi sử dụng những chiếc xe mà không có thiết kế ban đầu để treo được nhiều vậy, mà các bạn cố tình để treo nhiều ấy, thì nó bị một cái vấn đề là các bạn không thể đánh lái gấp được và nó rất là nặng. Nên là trong một số trường hợp khi bạn đổ dốc hay đổ đèo với tốc độ cao mà ôm cua gắt ấy, mà các bạn không có giảm tốc để các bạn cua ấy, thì nó rất dễ bị hất ra ngoài. Như vậy cái thiết kế Marine ấy, thì nó cho mình một cảm giác rất là chắc chắn khi mà điều khiển chiếc xe và vẫn tạo ra cảm giác thoải mái. Chỉ có một vấn đề duy nhất là chiếc xe này khi mà các bạn muốn bứt tốc như những chiếc MTB bình thường thì nó sẽ rất là nặng. Như các bạn biết ấy, khi các bạn đạp xuyên Việt và đạp những cung đường dài thì cái quan trọng nhất đó là cái vấn đề làm sao để duy trì tốc độ đều, chứ không phải là cái việc là các bạn đạp tốc độ cao. Thì đó là hai mục đích khác nhau, nên là khi mà các bạn lựa chọn chiếc Pi Mountain thì các bạn phải xác định mục tiêu từ đầu. Nhưng mà đối với mình, nếu thật sự mà mình có một chuyến đi xuyên Việt như trước đây nữa thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn chiếc Pi Mountain này để treo đồ cho nó nhàn, chứ không tội gì mình đeo trên lưng như ngày xưa mình chạy chiếc NS cả. Khi các bạn chạy một chiếc suspension mà các bạn treo đồ lên trên xe thì rất là kỳ. Còn với một chiếc sinh ra đã được treo đồ thì các bạn cứ treo thoải mái đi. Chỉ có điều là các bạn sẽ tốn khá tiền để mua được rất nhiều túi để treo lên chiếc xe này, chứ còn một hai cái túi thì vẫn quá là dư. Và đó là cảm nhận của mình sau khi trải nghiệm chiếc xe này. Các bạn thì sao? Hãy cho mình biết ý kiến các bạn ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình. Bye bye.